Nổi tiếng về độ chịu chơi, chiều vợ, mới đây doanh nhân Quốc Cường hay thường gọi là Cường Đô La đã tặng vợ một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Nhìn sơ là biết chiếc đồng hồ rất đắt tiền, nhưng không ngờ nó đắt đỉnh như thế. Bà xã của Cường Đô La, cậu người mẫu Đàm Thu Trang, vừa đăng lên trang cá nhân món quà đắt tiền mà chồng tặng kèm dòng trạng thái cảm ơn bà sắp nhỏ. Rất nhanh chóng dân tình khui ra chiếc đồng hồ mà bà sắp nhỏ mua tặng vợ là mẫu AM6702 thuộc thương hiệu nổi tiếng Richard Mille. Giá chính hãng của chiếc đồng hồ xịn sò này vào khoảng 124.000 đô la Mỹ, khoảng 3 tỷ đồng thôi. Đây không phải là lần đầu tiên Cường Đô La mua sắm hàng hiệu tặng vợ, cũng mới đây thôi anh chi khoảng 12 tỷ để mua chiếc Mercedes G63 AMG màu xanh ngọc thuộc dạng hiếm có khó tìm tặng một nửa của mình.